Nào anh em ơi, hãy đến với shopsikeo.vn nha. Vui đón Giáng sinh với rất nhiều vòng quay hấp dẫn và đặc biệt là giảm giá vòng quay lên đến 70% nha. Cơ hội nổ hũ cực lớn, tất cả chỉ có tại shopsikeo.vn. Anh đã từng cố gắng vun đắp cho tình yêu. Hello anh em, Sikeo đây. Let's go. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sikeo nha. Thì ngày hôm nay là ngày cập nhật phiên bản OB25. Mình làm video này tối qua nhưng mà hôm nay thì mới lên cho anh em cơ. Ok, chờ ngày này lâu lắm rồi. 471.329 vàng luôn anh em. Sẵn sàng chưa ạ? Dạ, quay nào. Dạ, quay liên tục luôn anh em ơi. Người giàu mà ngại gì. Ui, trúng luôn anh em ơi. Gói rắn lục bảo rất là xịn sò. Úi ôi, múa theo điệu nhạc các kiểu. Vâng, thì đây chính là nhân vật Capella. Tôi thấy đẹp phết nhở. Hợp lý luôn anh em ơi. Review một chút về cái đảo chờ mới đi. Ê, trông cái con nhân vật của tôi mặc cái bộ trang phục xanh lắc xanh lơ. Và cái đảo chờ mới này nó có một cái gọi là sửa chữa cổng dịch chuyển. Tôi chả biết nó làm cái mẹ gì nhưng mà tôi nghĩ là 100% sẽ có điều bất ngờ cho anh em. Thì nhiệm vụ của các bạn đấy là vào trong sảnh chờ, anh em không có làm cái việc gì thì bắn cái này này. Kiểu nản ý. Tôi vẫn méo hiểu tại sao kiểu nhà phát hành cho cái này lên cơ. Kiểu tôi cảm thấy bị khó hiểu. Thôi nhá, let's go. Và đặc biệt là trong phiên bản mới này có một điều rất là hay. Anh em biết là gì chưa ạ? Đấy là nếu như mà các bạn lượm được 2 cây vector ấy, là anh em có thể là bật chế độ súng đôi bắn phê vai. Nhưng mà cái này vút tâm hơi khó, tí nữa tôi test cho anh em xem nha. Và tầm này rồi thì bạn nào chưa like cho video, chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ là đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Ê, này, cái đậu xanh. Nếu mà vector anh em bắn kiểu như là cầm một cây bắn ấy thì bắn nó hơi bị chán, nên là đổi tạm qua Scar đi anh em. Ui, ngồi thế này thì không vỡ đầu mới lạ, tôi thề với anh em luôn. Không vỡ đầu mới lạ luôn chứ. EZ game phải không nào mọi người? Yeah. Và để coi nào. Vâng, hiện tại combo của mình vẫn là một cây Scar và một cây Vector thôi, vẫn chưa kiếm được cái cây súng nào khác. Và một số anh em bảo là anh ơi em không tìm thấy Vector. Thì đơn giản thôi, cây súng Vector của chúng ta ấy, nó sử dụng đạn tiểu liên và hiện tại là chỉ xuất hiện trong đấu thường thôi. Tử chiến thì mình chưa có test nhưng mà anh em hãy cứ vô thử tử chiến coi. Nghe bảo là anh em tử chiến mới lại bỏ MP40. Méo hiểu luôn, chắc là thời đại của shotgun lại đến rồi anh em ạ. Yeah. Ở đây còn thanh niên nào không nhở? Ế, phải nhở, không thấy ai cả. Ui ôi, tôi bảo với anh em chứ, chắc là sắp tới, chắc là tôi sẽ ngồi tích lũy tầm khoảng là 1 triệu vàng. Có gì quay đồ cho nó đã anh em. Bây giờ còn là hơn 400k vàng thì đi. Ui, anh em yên tâm đi, kiểu gì cũng sớm lên 1 triệu vàng ơi. Nghe kiểu áp lực không? Kiểu áp lực vãi cả trưởng ra luôn đấy chứ. Tầm này thì kẹo mới chỉ có một trái bóng keo nên là hơi bị sida xíu. À, cái phiên bản mới này thì mình quên chưa chỉnh lại nút nên là vẫn đang chơi hai ngón. Và thử xem nào, sẽ là một thời gian thì mình chưa chơi hai ngón, xem là chơi hai ngón bắn có bét ra xua hay không. Ế, được chưa? Dạ. Yeah. Hai cây vector thì các bạn sẽ kích hoạt được chế độ đấy là súng đôi. Đây đây, từ từ anh em nhá. Nhấn vào đây nè. Wow. Xịn không? Xịn không? Úi giời ơi. Sợi, bắn quá đã, quá sướng. Úi giời. Anh em thấy chất lượng không ạ? Hai cây vector này phải nói là vô cùng là ok đấy, nhưng mà kiểu vất tâm mình chưa quen với hai cây vector. Bình thường là anh em hay vuốt bằng một cây súng đúng không nào? Bữa nay là vuốt bằng hai cây, nó cứ kiểu thế nào ấy, tâm nó lan to như bánh xe bò anh em, kiểu dị vãi chưa. Nếu mà anh em cầm combo shotgun thì anh em sẽ bị thiệt thòi một xíu, đơn giản là các bạn không lượm được thêm súng trường. Ê, này sao á? Ê, đừng. Đấy, anh em thấy tâm to không ạ? Tâm to thế này thì bắn hơi khó, nhưng mà tôi thấy là nếu mà hai cây vector với nhau nó dồn đai thì thôi rồi. Đặc biệt là sắp tới thì cây vector nó có skill thì thôi rồi anh em ạ. Làm quả double vector này thì vãi cả trưởng luôn anh em. Bắn hai cây một lúc luôn. Ế, gì ấy? Ui ôi. À, thật ra thì vứt tâm nó cũng dễ thôi anh em ơi, nhưng mà anh em phải căn được cơ. Tức là anh em về nó lên đầu một cách chính xác á, thì nó sẽ không bị lan tâm quá nhiều. Chứ còn anh em vứt ở dưới lên thì thôi rồi anh em ạ, tâm nó lan đi đâu tôi cũng chả biết nữa. Mà không biết là nên lấy tâm súng bên trái hay là tâm súng bên phải. Cái lúc nạp đạn thì anh em là chỉ cần nạp một cây súng thôi, kiểu như là đạn nó sẽ trừ từ một cây súng trước ấy. Nó lạ lạ thế nào, nói chung là cũng hơi bị khó hiểu. Từ từ nha anh em nha. Mục tiêu của Sikeo trong phiên bản OB25 này trở thành gọi là best vector Việt Nam luôn. Cơ bản thì MP40 có người best rồi này. Là... ô oh, vãi. Đây nè mọi người nè. Tức là anh em không thể bắn được ở phía xa đó. Đấy, nó làm gì cho phép anh em bật ống ngắm đâu. Đây là một cây tiểu liên mà. Đó,
Tức là như thế này, Best Shotgun mùa 2014 thì cũng có người chơi rồi. Thế nên là bây giờ tôi sẽ luyện tập để trở thành gọi là Best Vector Việt Nam luôn. Cái súng này thì đã quay trở lại, nói chung là lâu lắm rồi á. Tức là ở phiên bản OB đầu tiên của game Free Fire đã có rồi cơ. Xong là sau đấy thì nó bị loại bỏ và bây giờ thì mới quay trở lại. Hai cây súng thì dành cho những anh em nào mà mới chơi, bắn nó cảm giác nó eject game vãi. Tức là nó dồn đam vào người á mọi người. Được VL luôn. Đấy, anh em không chơi hơi phí. Thế nên là bạn nào mà chưa vào trong game trải nghiệm Vector ấy, thì các bạn hãy nhanh chóng vào trong chế độ đấu thưởng để trải nghiệm nha anh em. Đợi cập nhật sang đấu rank hoặc là tử chiến thì không biết bao giờ mới có để cho anh em chơi. Hoặc là phòng đấu luyện khả năng thì cũng có rồi. À, hay là làm quả sâu thao tác tay 3 ngón phòng đấu luyện với cây Vector nhỉ. Ở trông cũng có vẻ khá là ổn đấy. Được luôn anh em. Cũng như là giới thiệu luôn là hiện tại thì Kẹo đang stream trên Nono Live. Mình thường live bên Nono lúc 20 giờ tối. ID của mình là 4736760 nha. Mọi người có thể là tải ở bên dưới phần mô tả, nó có cái link tải app á. Mọi người follow giúp mình tối lên chơi game Team Squad với Kẹo. Chuẩn VL được nhỉ. Ui bỏ mẹ. Cái gì đấy? Sao á? Thanh niên nào ở dưới kia vậy? Ui bạn làm tớ bối rối quá. Nhưng mà nói chung là cứ từ từ thôi anh em ơi. Bạn làm tớ là hơi bị bối rối đấy nhá. Ui cái mẹ gì đấy? Ô tôi không biết, hình như là lúc nãy là cây súng nào anh em ạ, hay là liệu nó nổ nhỉ? Trông kiểu lạ lạ. Oh my god. À nếu mà đấu thường thì có một cây súng gọi là súng AMR, hoặc là khả năng đấy là phóng lựu. Yeah. Qua đây xíu đi. Hiện tại thì Kẹo mới chỉ có được 4 kill thôi, nhưng mà anh em yên tâm, hôm nay cố gắng kiếm được khoảng chục kill top 1 cơ mà. Đấy, phiên bản mới ra mắt là anh em phải quẩy sung sức chứ. Ngại hay gì? Ồ, ở đây vắng thế. Không có ai luôn à? Phải nhờ, ở đây vắng thế. Đào đâu ra người bây giờ. Và bạn nào chưa like cho video thì nhấn nút like để ủng hộ giúp mình nhá. Không là Kẹo dỗi, Kẹo mà dỗi là Kẹo không có ra video đâu nha. Nói đùa thế chứ dỗi thì anh em bơ tôi luôn. Ê, ở trên này này. Úi giời này, làm sao? Cái kiểu như là hai cây súng nó vuốt tâm lên trên hơi khó. Nhưng mà thật ra thì bắn vẫn được đam đỏ bình thường. Kiểu như là anh em mà bắn may anh em không gắt quãng ấy, tâm nó to vãi cả bíp ra luôn. Thế với anh em nên chơi game nó hơi bị try hard một xíu, nhưng mà không sao. Yeah. Tầm này là chỉ còn lại có 6 đứa đấy á. Đây anh em theo chân tôi, không biết là ở dưới này còn thằng nào hay không thì xử nốt luôn chứ. Ui ôi. Anh em thấy là bắn Vector có phê không ạ? Riêng Kẹo thì cũng thấy ok, nhưng mà phải hai cây súng cơ. Nói mãi rồi. Chứ còn là chơi một cây súng nó cứ phở, nó cứ phò thế nào ấy. Thế này ở trên kìa. Rồi, bình tĩnh bạn ơi, bình tĩnh bạn ơi. Ê, sao á? Nào, trời ơi, cái gì mà vội ạ? Nào, bình tĩnh thôi. Ê, nó chạy kìa. Nó chạy như kiểu là không phát hiện ra mình ấy. Nó không thấy mình. Úi dồi bạn ơi, bạn làm cái gì đấy? Mình ngay phía sau cơ mà. Này, làm sao? Sợ chưa? Úi dồi. Cái gì đấy? Dựng ông keo cơ. Rồi này, một quả lựu choáng này nhưng mà hơi fail. What the hell? Tôi chết mẹ rồi, hình như là đạn tiểu liên gần hết rồi. Này, chạy đi đâu này? Úi dồi ôi, Vector bảo no pro à? Lên bảng chứ no pro với tôi á. No pro với chúng tôi á. Yeah, ok. Ui. Vậy, cái gì đấy? Nào, bạn nào ở trên đấy, từ từ bạn ơi. Làm cái gì mà ghê vậy? Ui, bạn ấy làm tớ sợ quá các cậu ạ. Rồi nào. Tôi chết con mẹ rồi. Bây giờ là chỉ còn lại 20 viên Vector. Mà tôi thề với anh em luôn, cây súng này bắn nó hao đạn vãi. Nên là thôi bỏ mẹ rồi. Tầm này là hơi toa anh em ạ. Nếu mà không có đạn tiểu liên thì chết mẹ rồi. Ok, chắc là mình chạy thử qua đây. Ví dụ như là cái chòi này mà có một xíu đạn tiểu liên thì cũng ok này. Đơn giản là chỉ còn lại có hai đứa thôi mà. Ui có người. Vãi hết bóng keo rồi. Này, vỡ đầu. Ui ôi, sợ vãi anh em ạ. Thằng này có đạn tiểu liên không? Không anh em ơi, nó không xài đạn tiểu liên. Vãi cả cái cây AUG với lại EWM. Thôi. Đối với cái trường hợp này ấy, thì chúng tôi từ chối hiểu luôn anh em ạ. Vãi bíp thật. Rồi. Phải thật bình tĩnh anh em ạ. Cái mà nó còn một đứa nhưng mà nó ở trên cơ. Bây giờ đạn thì không có, đổi qua cây AUG bắn cũng tạm thôi anh em ơi. Nhưng mà kiểu cái cây súng này thì anh em biết rồi đấy, bắn nó hơi khó. Kẹo thì Kẹo không chơi cái AUG nhiều nên là thôi xong, bỏ mẹ pha này hơi toang nhá. Nhưng mà cũng ngon, kiểu là mình ở ngay bo cơ mà. Kìa, thấy rồi nhá. Này làm sao? Ui, AUG bắn tốn đạn không kém anh em ạ. Ui bỏ mẹ rồi, mình có nên bắn nó không ta? Ui vãi, nhìn kìa. Thôi. Bắn mà lúc hết mẹ đạn rồi, ba mấy viên này. Ui giá tê. Anh ơi, anh làm gì mà anh kiểu anh trêu đùa em đúng không? Cái mà
nào nhá, bình tĩnh ấy, bình tĩnh nào, làm cái gì mà vội mà vàng ế, ra đây em ơi, ui ra đây, ui vãi, có 8 máu, sợ thật. Được nhở, tầm này mẹ mũ rồi, tầm này chỉ còn lại mỗi cái giáp ba thôi, tí toa anh em ạ, nhưng mà không sao, may là mình có rất nhiều máu. Ui này nhá, đừng bạn ơi, ra đây bạn ơi, cái ma nó không chạy ra anh em ạ, nó núp xong keo á, nó trêu đùa tôi kìa. Bỏ mẹ toang vãi bíp ra, tôi xong rồi. Bây giờ là vector còn đúng 5 viên. Khó, game khó và ai nhìn ra. Ông nào cứu hộ tôi trường hợp này cái. Trong khi là mình đứng ở đây thì cũng ok đấy, nhưng mà tí bo nó thu vào trung tâm thì thôi xong vỡ mồm luôn. Nào, bạn ơi đừng ngồi thế, kiểu như là nó ngồi tính căn hết sóc tôi ấy anh em ạ. Mày này, chết mẹ rồi. AUG còn 2 viên. Vector còn 5 viên, vãi cả game. Game này hơi khoai các bạn. Rồi làm sao? Ui. Bạn ơi, từ anh em ơi. Bo chưa thu lại mà. Vector thì bắn xa nó không tốt lắm, nên là tôi có 5 viên tôi dình phải bắn nó gần thôi. Bắn xa là toang rồi đấy. Ui đừng. Anh ơi đừng. Vãi. Nào bình tĩnh này. Ui chết mẹ rồi. Ui. Này, hết đạn rồi. Thế mà thua chỉ vì hết đạn. Thôi chị rồi. Bye bye anh em nha. Mùng 7 tháng 12, siêu cập nhật OB25, skin gậy thời không giới hạn, tự chọn nhân vật miễn phí, free tới 8 trang phục cực đẹp vĩnh viễn, ra mắt Free Fire Max mùng 7 tháng 12.